Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Quyển Minh Triết đã có buổi làm việc với Ban dân vận Thành ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị từ đầu năm đến nay và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến. Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2020, Ban dân vận Thành ủy đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy. Ban thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai các chủ trương nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Hoàn thành tốt ba nhiệm vụ trọng tâm, gồm tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân vào các dự thảo văn kiện đại hội 22 Đảng bộ thành phố và đại hội 13 của Đảng, phối hợp xây dựng đề án sắp xếp lại một số hội đặc thù, tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng, các phong trào thi đua dân vận khéo được đẩy mạnh, đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giám sát và phản biện xã hội, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ban dân vận thành ủy đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến, đồng thời cũng kiến nghị một số vấn đề về công tác cán bộ, công tác dân tộc tôn giáo và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đề nghị thành ủy quan tâm chỉ đạo giải quyết. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban dân vận thành ủy suốt nhiệm kỳ qua, đặc biệt là năm 2020 trong bối cảnh nhiều khó khăn về dịch bệnh và thiên tai hoạt động công tác dân vận đã huy động sức mạnh toàn dân chung tay chống dịch và phòng chống thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác dân vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu công tác dân vận là của cả hệ thống chính trị, trong đó Ban dân vận Thành ủy cần tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, nắm bắt dư luận, tư tưởng nhân dân và đề xuất hướng giải quyết cụ thể. Phong trào thi đua dân vận khéo cần tiếp tục được đẩy mạnh. Bây giờ mô hình mình rất nhiều, cách làm hai mình rất tốt, nhưng ba yếu tố phát hiện tổng hợp tổng hợp trong này là cách làm kinh nghiệm và cái thứ ba cái cuối cùng là nhân rộng thì chúng ta cũng phải quan tâm ba cái ý này đây là câu chuyện mà nó góp phần xây dựng cái năng lượng tích cực cho cái hoạt động của xã hội nói chung và nhân rộng điển hình những cái tấm gương người tốt việc tốt nói riêng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Ban dân vận Thành ủy sớm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 đi vào cuộc sống. Sắp tới ban hành chương định động thì trên cơ sở đó thì mặt trận làm cái gì? Khối dân vận, mặt trận các đoàn thể làm cái gì? Thì đề nghị các ông chí với trách nhiệm tham mưu của mình trong việc này thì hết sức quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn và giám sát cái việc xây dựng kế hoạch chương trình động cũng như là nghị quyết của các hội đồng thể của mặt trận thực hiện cái nghị quyết hôm 2 đảng bộ thành phố cho nó thực sự nó có chất lượng nó gắn với những cái ba nhiệm vụ trọng tâm của đại hội và những cái mục tiêu của nghị quyết đại hội gắn với cái nghị quyết 43 về xây dựng phát triển thành phố Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị cần tăng cường thực hiện công tác giám sát phản biện xã hội, nhất là đối với những vấn đề về đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường, chú trọng công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là yêu cầu về quản lý nhà nước phó bí thư thường trực thành ủy cũng đề nghị đổi mới việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền